Hello, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại video tiếp theo của em. Thì cũng lâu rồi em không quay video, chỉ có do nhiều lý do công việc của em, với cả là thực ra em cũng không để ý đến quay đấy. Hôm nay em quay lại cái video cho các bác xem, mà không biết là sao thằng này nó dùng sản phẩm mà tự nhiên lại không quay nữa, không biết như nào. Thì chia sẻ với các bác là em vẫn dùng sản phẩm của Siberi nhé, về điều trị cái viêm xoang. Thực tế là em sử dụng từ 13-14 tháng 8, đến nay nó là gần 2 tháng rồi. Thì những cái dấu hiệu như là nằm điều hòa vô tư và là dính bụi thoải mái, quét nhà rồi là dính cái môi trường bụi và lạnh thì không vấn đề gì. Nhưng nó còn cái nữa là nó vẫn đào thải cái mũi ra, tức là nó chưa hết. Tức là các bác hình dung là em bị hàng chục năm nay, bị từ lúc thời sinh viên ấy, từ những năm 2008-09 đấy, bây giờ là năm 2021 rồi, chục năm, hơn chục năm rồi. Cho nên để nó đào thải những cái xoang dịch mủ ở trong các hốc xoang này thì nó cần một quá trình rất lâu. Trước em có hướng dẫn các bác là pha cái dung dịch dầu balsam vào cái lọ nước muối sinh lý ấy, cho nó loãng nhỏ. Thì thực tế ra là đấy là lúc đầu thì mình kiểu mình chưa chịu được, thì mình pha như thế thì nó loãng, thì nhỏ, nó đỡ sót, đỡ đau. Nhưng mà bây giờ hiện tại em đã khoảng nửa tháng nay, đến hơn nửa tháng nay thì em đã nhỏ dung dịch dầu balsam đặc để em chiết xuất ở đây đặc. Mắt nhìn màu này, màu nó như màu sữa này đấy. Đây là đặc nhá, đặc thì em chiết ra đây thôi để em nhỏ. Thì khi mà nhỏ cái này vào thì nó rất là cay, nó cay kinh khủng luôn. Tức là lần đầu tiên và đến cả bây giờ, lần nào cũng như lần nào là nhỏ cảm giác chảy nước mắt luôn. Tức là mình nước mắt nó cứ thế nó tự chảy ra, nó cay đến mức độ đấy. Đấy, bây giờ em nhỏ tiếp, nhỏ cho các bác xem nhé. Xong rồi cái mũi dãi nó ra cực kỳ nhiều luôn. Trước nó chỉ hơi một tí một lúc, nhưng bây giờ nó hắt xì hơi xong là nó cay cực kỳ luôn. Các bác hãy cùng xem nhé, nhỏ luôn đi. Đấy, các bác thấy không? Rồi. Nó phản ứng ngay lập tức. Rồi. Các bác hình dung là ăn cái mù tạt nó như nào, cái này nó gần như vậy. Đấy, chảy nước mắt. Đánh mọi góc. Có sao nói vậy, chia sẻ thật, không phải là em quân bốc phét đấy. Nhưng mà từ lúc dùng nhỏ này cực kỳ tốn giấy vệ sinh luôn đấy. Giấy vệ sinh mình thì xì mũi ấy, một cuộn giấy này, 2-3 ngày hết một cuộn giấy. Đấy là em phải dùng cái khăn, tiết kiệm đang thời dịch dạ covid thì dùng cái khăn mình xì xong mình giặt đi đấy, để đỡ tốn giấy. Đấy, không là dùng tốn giấy cực kỳ luôn, thật em nói thật là bản thân em cũng mình dùng rất là tốn giấy rồi. Và em thấy cái xì ra giấy, cái giấy đấy nó cũng không sạch nhiều ghê ấy. Mà cái lượng dung dịch nhầy mũi ra thì tí là hết, thì tí là thấm hết cái giấy nó mỏng dính ấy. Thì có nhiều người có điều kiện dùng cái giấy là tốt hơn cũng được, nhưng mà nó tốn kém thì em dùng cái khăn xong rồi giặt đi em lau mà em xì thì nó được dùng đi dùng lại được nhiều lần. Đấy, bắt đầu nó ra rồi. Tức là các bác hình dung là em xì nhiều đến cái mức mà nó hơi nó đẩy hết ra hai cái lỗ tai này, nó khó chịu đến mức như vậy xì mà nó sẽ tắc. Đầu tiên nó có thể là tắc bên trái đấy, xong rồi nó tắc bên phải, xong nó thông. Xong cái hôm nay thì tắc bên trái, mai tắc bên phải, tùy theo. Có thể buổi sáng tắc bên trái, buổi tối tắc bên phải. Nhưng mình cứ nhỏ đều đặn ngày 3-4 lần trước khi đi ngủ nữa. Và trước khi đi ngủ thì đừng có, nếu mà đặc như thế thì đừng có nhỏ xong đi ngủ luôn nhá, là hắt xì hơi không chảy nước mũi thì không ngủ đâu.
mình trước khi đi ngủ khoảng tầm nửa tiếng mình cứ phải nhỏ, xong mình xì hết ra cho nó thông thoáng hết đi, xong bắt đầu mình mới ngủ thì nó ngủ ngon rất hơn. Không có là ví dụ đang nằm ở giường hoặc là mọi người đang đi ngủ rồi mà mình ngủ sau ấy, mình nhỏ vào mình thì đương nhiên là nó hát xì hơi đấy, thế là làm mọi người dậy ngay, tại vì mình không kiểm soát được luôn, hát xì hơi ngay đấy. Mấy như vừa rồi ấy, các bác nhìn em ấy. Xì nhiều như thế cảm giác nó không mệt, nhưng mà khi các bác bình thường các bác mà ốm ấy, các bác mà xì mũi nhiều nó ra xì hơi ra tai nhiều này, các bác cảm thấy mệt kinh khủng luôn. Nhưng đây các bác thấy bình thường, xì nó bình thường mà. Các bác, mình cứ kiên trì nhỏ, điều trị cái bệnh này xoang nó thuộc dạng bệnh mãn tính, nhưng nó cần đòi hỏi cái thời gian ví dụ kiên trì, mình cả uống nữa đấy. Tháng thứ hai em uống kết hợp với cả Sopben nữa, cái Sopben 286, cái mình để nó đào thải cái độc tố, thì kiên trì dùng đấy, nó phải từ 3 đến 6 tháng thì nó mới khỏi hẳn được, gọi là khỏi, đấy là gọi là khỏi đấy. Chứ còn mình mà cái bên này sử dụng một tháng thì mới khỏi thì nó rất là khó, vì điều trị bệnh mãn tính nó cần có thời gian lâu để nó đào thải hết những cái độc tố ra và nó cân bằng lại, cũng như là cái thực tế mình thấy là để nó ra hết được những cái đờm, cái gọi là mình đờm, gọi là những cái dịch vàng ấy, cái mủ xoang đấy, nó trong các hốc xoang thì nó mới ra được hết đấy. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Nếu các bác thấy hay thì cho em xin một like, đăng ký kênh ủng hộ em, cũng như chia sẻ video, lan tỏa video đến mọi người cùng biết để sử dụng sản phẩm. Cái sản phẩm là sử dụng sản phẩm là dòng sản phẩm của công ty Cyber Wellness nhé, hay mình hay gọi là Siberi đấy, của Liên bang Nga đấy, thì cả đã được Bộ Công Thương cấp phép, được Bộ Y tế thẩm định cho lưu hành, đã lưu hành trên đất nước Việt Nam này được hơn 8 năm, lưu hành trên thế giới được 25 năm và đã lưu hành trên 65 quốc gia. Thì về cái chất lượng sản phẩm thì đã được thế giới khẳng định, Việt Nam khẳng định và công nhận. Đấy, thì các bác yên tâm cứ sử dụng, đã có giấy tờ đầy đủ. Em muốn hát xì hơi. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác nhá. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xì vụn phát nữa. Các bác hình dung là nếu mà dùng giấy thì tốn đi mức nào đúng không? Chào các bác.